Vừa đi diễn sâu rồi đúng không nhỉ? Vâng ạ, em vừa mới diễn sau. Thế bây giờ tình hình là giáp Việt xong thì chạy sâu có nhiều không? Em thực sự là em kín luôn tháng này, em chưa được một ngày. Từ hôm mà chung kết giáp Việt xong thì em vẫn chưa được nghỉ hôm nào. Kiểu từ khi mà em lên sóng tập 1 giáp Việt đến bây giờ thì em vẫn chưa có cơ hội về nhà, nên là thôi đằng nào cũng có cơ hội về Tuyên Quang rồi thì đêm nay em diễn xong em sẽ về luôn. Thế thì từ nhà em đến cái chỗ mà ngày mai diễn thì nó cách nhau khoảng bao nhiêu cây? Chỗ ngày mai diễn là ở thành phố thì về nhà em mất khoảng tầm hơn 100 cây. Tối qua bác vừa bình luận xong. Dạ. Ui, thế là sắp nhìn thấy chú ớt ấy, phải không? Vâng. Con đi làm mấy năm nay cũng chưa cho tiền của bố mẹ. Hôm nay có thành quả rồi. Đấy. Mày cầm cảm ơn. Lúc ở cấp 2 là cũng yêu nghề rồi nhưng mà ít. Đến lúc hết sang cấp 3 là bắt đầu đam mê. Nên là cứ ở trong xã, các xã mà có chương trình văn nghệ giao lưu ấy. Là đám cưới, đám đủ là xã rồi các thôn được mời đi giao lưu ấy, nhảy hip hop. Thì lúc ấy cô cũng bảo là con thì gầy yếu, nhảy nhót này mẹ chỉ sợ là chân tay nó nhỡ làm sao ấy, thì là hạn chế nhảy nhót thôi, nhưng mà vì đam mê của con là cũng chỉ nhắc nhở hết thôi, còn là tùy sức khỏe của con đảm bảo được thì con cứ đam mê con cứ đi. Nó có nhiều cái ý nghĩa, cho nên là xem cái bài hát của trường thì nói chung là thấy rất có thấm nhuần và rất có ý nghĩa để thực tế. Bác thì chỉ có hát bolero các thứ rồi là mọi cái thôi, chứ còn về giáp thì bác lại cái cũng không hiểu mấy. Đấy, thì giới thiệu mọi người đây là món đồ gắn liền với lại quá trình làm nhạc của mình. Cái máy này là một cái máy cũ của một người em của mình, kiểu không dùng đến ấy, kiểu máy cấu hình thấp quá rồi, xong bố mình thấy kiểu mình quăng quật, thế là bố mình mới lấy đi sửa lại. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là lôi. Cũng được solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi, anh gửi vào trong câu rap cho em tính cả thì cả môi. Nhà em có mấy quả đồi thì anh cũng tính cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là em không chờ một tí. Đây vào đây cho mát em ơi. Nói là à luôn, người từng nói là à luôn.
À, lớp em bên này, ngày xưa bên này. Em khối dưới thì em sẽ lên đây em nhảy hip hop này. Em nhảy cái sân bên kia. 1 2 3 alo. Em cũng không rõ nữa, chắc là một vài tiếng gì đấy. Tại vì thường chủ yếu là ngủ trên xe ô tô thì em cứ nhắm mắt thôi chứ không đi vào giấc ngủ được. Thì em hy vọng là sang tháng tới thì sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, thì em sẽ dành khoảng 3-4 hôm về nhà và em sẽ bắc dạp khao cả làng. Hôm nay thì diễn ở quê nhà, quê hương thì nó cảm xúc nó có khác với những cái buổi diễn mà liên tục trong những ngày vừa qua. Có, tại vì là hôm nay ở phía dưới sân khấu là những người trong gia đình em, có bố mẹ em xem ở dưới đấy, có những người anh em bạn bè của em và khán giả ở quê hương, nên là cảm xúc sẽ rất là khác. Mặc dù không giỏi đi xa, anh lại còn giỏi cả thi ca, mới nốt tên và thành villa.